Giờ sao mày? Ai biết sao, đợi tiếp đi. Đợi nữa hả? Nguyên ngày đợi được còn gì? Có thấy cái bà chị họ ngoại gì của mày về đâu? Thôi tụi mình đi về đi. Về gì? Con tiền nó mà về. Mày hay quá, hồi nãy tao kêu mày về không chịu về. Bê cai hết tiền luôn. Ai mà biết ở chỗ đó tính mắt vậy đâu. Mà tao nói thiệt luôn á, hồi nãy mày không can tao nha, tao quất thằng đó luôn á. Bố láo tao, nó còn chen gian mình nữa. Ủa mày không thấy hồi nãy có mấy thằng nó đứng lên nữa hả? Rồi sao? Một mình tao chấp hết luôn á. Bức quá là kêu thằng Bùi dưới quê lên quất tụi nó thôi. Thôi đi mày ơi, mày sung quá. Đây là địa bàn của tụi nó. Mệt quá mệt quá. Giờ tính cách làm sao về nè? Giờ tao về hả? Tại sao không phải nhốt tao ở nhà luôn á? Ba tao cấm tao chơi với mày rồi, mà giờ còn đi chơi với mày 2 ngày nữa. Giờ không đập tao chết luôn á. Chết thì chết, sợ gì? Nhưng chơi mà mày sợ. Giờ lo cách đi về đi. Ừ. Hay là tụi mình liều đi xe dù đi. Đi xe dù bị đuổi xuống, xong mình đi dù xe khác. Không có được đâu. Mày không nhớ hồi lần hả? Vừa leo lên xe người ta kiểm tra vé liền. Làm gì mà được nữa. Đâu giống hồi đó đâu. Chết cha. Giờ sao? Ai biết. Tụi bay làm gì đây vậy? Chú về xe ôm hả? Đúng rồi. Mà sao không về nhà đi? Lạng vạng đây từ sáng giờ. Lạng đây làm gì vậy? Dạ tụi con không có ở đây. Tụi con ngoài ngoại ô á. Chú có biết cái chị Hiền mà mướn cái nhà tạp hóa ở cuối đường này nè? Chú biết chị không? Biết. Sáng nào tao cũng thấy nó đi làm ngang đây mà. Mà hồi sáng này tao thấy nó như mang vali đâu rồi đó. Con có gọi chị rồi mà gọi từ sáng giờ không được. Cứ mất liên lạc hoài à. Giờ sao tụi bay không liên lạc được nữa hả? Giờ sao về nhà? Cũng tại mày không? Mày hay quá. Sao lúc đầu mày không gọi cho bả đi? Đi với mày lúc nào không gặp chuyện đó. Không gặp chuyện này thì gặp chuyện kia à. Hay quá ha. Ai kêu mày đi theo? Hả? Mày đâu đi theo nha. Bây giờ không thích thì biến đi. Thôi mệt quá. Giờ tối nay ngủ ở đâu nè? Ngủ ngoài đường đi. Mày ngủ ngoài đường được hả? Do mày thích đi chỗ khác. Tao ở đây tao bậy bả. Ê nhóc, nhà tao gần đây nè, có chỗ trống đó, tao có mình nè, về nhà ở không? Bà nó, ngày nào cũng phải giặt đồ quá đó. Ai không biết đồ cũ mà còn phải đi giặt nữa. Mệt thiệt luôn á. Mày ngu quá, giặt tới đồ mới hơn, sạch hơn thì mới bán có giá được chứ. Mắc hơn được có nhiêu đâu. Thiệt luôn á. Ê Long, mày bán không có cho tiền mày không vợ? Không. Ổng cho mày tiền hả? Không, ổng muốn cho tao đồng nào đó. Ê tao thấy á, ổng nói á là cứ bán phụ ổng đi, cuối tuần á ổng cho tiền. Mà tao thấy ổng không cho tiền gì hết á. Nhưng lúc mà mày canh ổng chạy xe ôm á, mày bán rẻ lại, ai mua nhiêu thì cũng bán hết luôn đi. Không có được đâu, ngày nào ổng cũng kiểm hết đó. Làm giống ngu lắm á. Nhưng mà tao nói mày nghe nè, tao có giếm. Tao canh á, mà mỗi lần á ổng đi xe ôm á, tao bán một mình, tao bán mắc hơn tao giữ lại. Ừ, tao không xài vô đó á. mà mày lấy đồ trong nhà ra giặt chi vậy? Đồ của ổng mà, tao mang ra giặt đi, kệ ổng chứ. Thôi, giặt giùm ổng đi. Mày tưởng tao ngu hả? Mày để chung đồ của mày chung với ổng chứ gì? Làm như tao ngu luôn á. Ê, mày nói thiệt luôn á, đồ ổng thúi, thúi cực kỳ thúi luôn á. Vậy mà mày cũng để chung được, hay thiệt luôn á không? Nói thiệt với mày nha, buổi tối tao ngủ á, tao giả bộ kêu nóng vậy thôi. Thật ra là ổng hôi như quỷ vậy á, tao chịu không có nổi. Ổng hôi hả? Tao muốn viêm mũi với ổng luôn á. Ê, mà thấy á, ổng dê dê sao mày? Gì? Ổng dê mày hả? Tối ngủ ổng ôm tao mày. Ổng có mồi mày không vậy? Ê, bỏ đi, không có. Tới luôn đi. Ê, hay là tao mày đi.
Nhưng mà đi thì cũng phải đợi có tiền mới đi được chứ. Chính tao nói thiệt luôn á, làm á cỡ nào thì làm, thế nào nè mày coi nè, cuối tuần ông cho tao mày 50.000 là cao rồi. Ờ à, đúng rồi đó, mình làm quá trời luôn, ăn uống thì tính bần tiện với mình. Ôi ê, khỏi làm nữa đi, làm chi cho cực vậy, bỏ đi đi. Muốn đi cũng được, nhưng mà cũng phải dơ dép bớ rồi mới đi được chứ. Không có tới 3 cái điện thoại nữa mày nhớ không? Nhưng mà mấy cái đó bán được nhiêu? Không bán được thì không mua làm gì? Không có mua về để bán lại mà. Chơi hay đi, sắp về đó. Trời ơi, thằng Long với thằng Hồn đi đâu rồi? Sao không chịu giặt đồ vậy? Mày đâu rồi Long? Hồn? Đâu rồi? Thấy đâu mày? Kiếm mình nằm trong gối thôi. Ê, có khi nào là ông mang theo bên người không? Chắc vậy quá. Thằng Long, thằng Hùng đâu rồi? Trời ơi, tao kêu tụi bay mà. Hai đứa bay làm gì vậy? Dạ, thì tụi em đang xếp đồ lại thôi, có gì đâu anh. Đồ đạc mới chưa giặt kìa, đi đâu ai giặt đi, nấu cơm nữa. Ở đây tao tự lo được rồi, đi đi. Biết rồi. Nghe nè. Ờ thì mày thay tao có bố thắng luôn đi. Rồi rồi lát nữa ra lấy nha. Ờ. Dạ, thưa hội đồng xét xử, sau khi bị cáo lấy số tiền của chú Quốc và 4 chiếc điện thoại để bỏ đi, bị cáo và Long đã lấy số tiền đó để chơi game. Không được bao lâu thì bị cảnh sát bắt. Bị cáo đã giao nộp lại 4 chiếc điện thoại, còn số tiền thì bị cáo đã xài hết. Bị cáo Phạm Văn Long, tại sao các bị cáo được bị hại Trần Hạnh Quốc lo cho công việc làm, chỗ ăn ở mà các bị cáo còn ra tay sát hại bị hại là sao? Dạ, thưa hội đồng xét xử, tuy bị cáo được chú Quốc cho ăn ở và cho buôn bán đồ cũ phụ cho ấy, nhưng chú ấy trả ít tiền nên bị cáo đã nảy sinh trộm điện thoại, trộm tiền của chú ấy. Từ ý định trộm cắp dẫn tới hành vi giết người luôn sao? Cũng may bị hại được phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện cấp cứu nên giữ được tánh mạng. Nhưng hành vi của các bị cáo vẫn xem là hành vi giết người, cần phải có bản án nghiêm khắc, trừng trị cho các bị cáo làm gương cho người khác. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, viện kiểm sát xét thấy hành vi của hai bị cáo rất là côn đồ, đã gây thiệt hại đến sức khỏe và tài sản của bị hại một cách nghiêm trọng, cần phải bị trừng trị nghiêm minh. Nhưng xét thấy hai bị cáo vẫn chưa đủ 16 tuổi, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo Phạm Văn Long và Phạm Minh Hùng mức án là 10 năm tù giam về tội giết người và cướp tài sản. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống.
Mời bị hại đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Anh có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho các bị cáo hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi thấy tụi nó lang thang cơ nhỡ mới dắt về nhà cho ăn cho ở, vậy mà tụi nó lấy oán báo ân. Nhưng nghĩ lại, tụi nó còn nhỏ, nhất thời nông nổi. Thôi thì viện kiểm sát đã đề nghị mức án hợp lý như vậy, tôi chấp nhận mức đề nghị đó. Mời anh ngồi xuống. Mời người đại diện hợp pháp của bị cáo Phạm Văn Long, chị Lê Thị Quyền đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho các bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi chấp nhận bồi thường thiệt hại cho bị cáo. Mấy ngày nay thằng Long con tôi nó đã hối lỗi rất nhiều, kính mong hội đồng xét xử xem xét lại giảm nhẹ bản án cho con tôi. Mời chị ngồi xuống. Mời người đại diện hợp pháp của bị cáo Phạm Minh Hùng, chị Nguyễn Thị Thơm đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho các bị cáo hay không? Thưa hội đồng xét xử, thằng Hùng con tôi vốn là một đứa rất ngoan, nhưng từ ngày dính vào mấy cái game á, nó mới bị hư hỏng như vậy. Thưa hội đồng xét xử, vì cháu nó còn nhỏ, nó sinh ra nông nổi nhất thời như vậy, kính xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ án cho cháu ạ. Mời chị ngồi xuống. Các bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết mình sai rồi, mong hội đồng xét xử tha tội. Dạ thưa hội đồng xét xử, vì nhất thời tham lam nên bị cáo đã sát hại chú Quốc, mong hội đồng xét xử giảm nhẹ án cho bị cáo. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của các bị cáo là hết sức côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo cần phải bị pháp luật trừng trị nghiêm minh, răn đe và phòng ngừa chung cho tình hình tội phạm hiện nay. Áp dụng điều 93, điều 133, điều 74 Bộ luật hình sự. Sau khi tổng hợp hình phạt, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Long và bị cáo Phạm Minh Hùng mỗi người 10 năm tù về tội giết người và cướp tài sản. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Tuổi còn nhỏ nhưng hành vi của Long và Hùng lại quá nhẫn tâm. Vì sao như thế? Gia đình đã quan tâm các em như thế nào? Nhà trường đã giáo dục các em ra sao? Và liệu sẽ còn bao nhiêu những đứa trẻ khác như Long, như Hùng trong cuộc sống này? Câu hỏi đó cứ ám ảnh tôi cả khi phiên tòa khép lại. Những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài tăm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân. À, cậu Đạt về. Đang học bài hả con? Dạ. Mà con có mấy bài toán khó quá, con không biết làm. Đâu, cứ cậu coi. Trời ơi, vui quá. Đi ra đây,
Vô đây thôi. Đây đây. Nhà của em. Vô đây. À, vô đi. Anh đi xả nước cái. Xả nước vô liền nha. À, mày má mày sao mày không chào mày? Hả, đồ mắc dạy. Dạ má. Mày học với tao à? Mày học với tao à? Má mày. Mày khùng hả? Mày làm gì mày xé xách cho bỏ con nhỏ vậy? Con của tôi có quyền tôi dạy. Mắc mấy vậy đến anh? Bởi ba có con Huyền á, bỏ mày đúng à? Ai mà chịu nổi một cái thứ suốt ngày sai xỉn như mày? Tôi nói cho anh biết á, nó bỏ tôi á là nó cũng đồ không ra gì rồi. Còn mày nữa, theo thằng cha mày ở luôn đi. Nè nè nè, mày làm gì mày lấy đồ mày chọi vô đứa nhỏ vậy hả? Mày khùng hả? Anh là cái gì? Mà có thái gì mà anh gọi đứng tôi hả? Tao là anh mày, tao đập mày đồ đồ mất dạy thiệt luôn. Nó là con của tôi có quyền tôi dạy nó. Tao nhìn mày tao còn ngứa mắt. Nói gì chồng mày? Con vô trong nhà đi. Tao nhịn mày lâu nha mày. Ông không nhịn đâu, làm gì tôi hả? Quá đáng mày. Mày quá đáng, mày đừng trách tao vậy á. Nè 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 nè, có chuyện gì vậy? À, mày đó. Mày ăn hiếp bạn gái tao hả mày? Của ai? Em có sao không? Hả? Con hiếp em bây giờ. Tụi mày muốn gì? Hả? Nè 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 nè. Giao không có mắt nha. Giờ sao? Đúng không? Đi. Đi đi nào. Giờ mày đó mày. Giờ ra. Đi. Cút đi rồi. Bước này chém. Tụi nó đi về hết rồi hả em? Em đuổi đi hết rồi. Tội nghiệp con nhỏ gì đâu. Nó vô trong đó, nó khóc quá trời luôn. Từ ngày á mà chồng nó bỏ nó đi á, thì bao nhiêu cơn giận nó cứ chút vô đầu con nhỏ. Mỗi lần nó về á, giống như là một kẻ điên dại á, lôi con nhỏ ra mà đánh. Rồi xé tập vở nó, không cho nó đi học nữa chứ. Rồi còn bắt nó đi bán vé số, kiếm tiền về cho nó đi ăn nhậu nữa. Chồng nó bỏ nó là đúng rồi. Mà tại sao á mình lại có đứa em như vậy chứ hả Đạt? Em biết bao nhiêu lần rồi. Em im lặng em không nói, mà nó càng ngày càng lắng tới. Mà từ ngày nó quen thằng Tú này nè, suốt ngày sai xỉn, phá làng phá xóm. Sống á, người không ra người, ma không ra ma. Em nói thiệt luôn á, em không dám nhận nó là người trong nhà luôn. Lối xóm láng giềng này nè, ai cũng mắng vốn nó. Ba mẹ mình á thì mất thì lâu rồi, bây giờ con có ba chị em mà nó cũng không để cho mình sống yên ổn nữa. Ngày xưa á nó hiền dễ thương gì đâu á, còn bây giờ thì là chị nhìn không ra nó nữa. Em biết á, tâm lý nó có vấn đề, càng ngày á càng nặng gắt lên. Từ lúc á thằng Khoa bỏ nó đó, là nó trở ra thành con người vậy nè. Buồn thì buồn thiệt, nhưng mà dù gì á, nó cũng là em của mình mà. Tại vì nó bị mấy cái cú sốc vậy, cho nên nó mới tệ như vậy đó. Thôi em đừng có để nó nóng với nó nữa, rồi để từ từ á, chị khuyên nó. Chứ giờ biết sao giờ. À, cậu Đạt mới về. Học bài con. Dạ. Cậu có thanh long cho con nè. Dạ, cảm ơn cậu Đạt. Ủa mà cậu đi đâu mà về trễ quá vậy cậu? À, cậu đi đào cái mương đầu ngõ á, để mưa nó khỏi ngập đường mà. Hàn chi, bà Tư lần nào gặp con cũng khen cậu Đạt của con vừa thông minh nè, rồi vừa tốt bụng, vừa chăm chỉ nữa. Alo, anh tới liền nha, đón em nha. Xíu bao đây. Ừ, mấy người á
mà làm chuyện bao đồng á, cái nhà này nè, nó không có ra cái gì đó. Mày nói gì vậy? Mày nói lại coi. Cái nhà này không ra gì á, là do mày á. Trời ơi, cái gì mà ồn ào vậy hả? Sao không có ngày nào mà yên ổn vậy? Ngày nào cũng có chuyện để ghê nhau vậy hả? Nè, cái Quyền, con ôn tập dở, đi vô chung mùa, vậy là. Tao nói mày á, là mày nghỉ học, mày đi bán vé số, cho tao nhờ, mày có nghe không? Hả? Mày làm cái gì vậy hả? Hả? Nó có tội tình gì đâu mày, sao mày tối ngày mày xé xét tập dở nó hoài vậy? Hả? Con của tôi có quyền dạy nó, được không? Tao không ý kiến gì được với mày nữa rồi. Mày muốn nó nghỉ học để nó mắc dạy giống mày hả? Anh đang mắc dạy vậy hả? Tao nói mày á. Thôi, hai anh em tụi bay từ từ đi. Cái gì mà cứ gây gỗ nhau hoài à. Nè, con mày muốn đi đâu thì đi, hả? Đi. Bà tưởng tôi muốn ở nhà lắm hả? Hả? Đi. Tới chưa? Ăn nhậu gì mà tới lâu dữ vậy? Ra đầu ngõ đi, tôi đang đợi nè. Con đừng có sợ gì nghe không? Cố gắng học hành cho quan là được rồi ha, học cho giỏi vô nghe con, nghe không? Anh dọn xe ở đây đi. Dọn xe đây đi. Em anh vô nhà. Đây. Nè. Vô đây. Đi được không? Được. Này. Này. Cái cửa này. Mở cửa coi. Mở cửa coi. Tụi nó mà mở cửa cho tôi. Không sao đâu. Bây giờ lì quá phải không? Mày đâu rồi? Ở cửa. Bây giờ mà không mở cửa là đập phá hết cái nhà này luôn đó. Con Huyền đâu? Ra mở cửa. Được rồi. Bây giờ mà không mở cửa phải không? Tôi đập bể đồ ra. Bây giờ mở cửa không? Bây giờ bà không mở cửa đi. Đốt xe bà cho anh. Đốt xe bà cho anh. Thử coi bà có mở cửa không? Đi. Em ở đâu rồi? Đi thầy không? Em nghe chị ơi. Đạt ơi, em ở đâu vậy? Đi về liền đi. Trời ơi. Mày mở cửa không? Con cung nó về nó đập phá đồ đạc quá trời luôn kìa. Trời ơi, chị sợ lắm em ơi. Nó mày mở cửa không? Giờ nó còn đòi đốt xe của em nữa kìa. Trời ơi, sao giờ đây hả? Bây giờ bà không mở cửa phải không? Tôi đi mua sao tôi đốt xe bà đó. Chị hai ơi. Con sợ cậu này ơi. Sợ con, nó cậu đây. Trời ơi, tụi nó về đây á, giống như là mấy đứa khùng vậy đó. Nó đập phá đồ đạc. Chị sợ quá em ơi. Bây giờ nó còn nói nó mua xăng và nó đốt xe của em nữa. Bây giờ mình phải làm sao đây hả? Thiệt tình, bây giờ chị chịu đựng nó hết nổi rồi em ơi. Sợ con, có cậu đây. Cái con này, thì càng quá đáng. Bây giờ làm sao giờ? Đấy. Tụi nó về kìa. Đốt cái nhà luôn. Nó ngon. Ây da. Cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? À, thằng rào. Tưới xe thằng rào giữa đường à? Thằng rào à? Hai đứa mày phá nhà chưa đủ hả? Bây giờ con đi phá nhà hàng xóm. Mày nói gì? Mày nói gì? Rúa đi. Mày làm cái gì? Mày đánh người yêu của tao. Mày biết đó là ai tao không? Bạn trai của tao á. Mày làm cái gì của tao? Hả? Mày ngon lắm hả? Mày tưởng mày tốt lành lắm hả? Mày ra mày làm giúp hàng xóm hả? Cái mặt của mày á cũng là đồ côn đồ. Mày tin không? Tao la hết sớm hết làng này luôn.
cho người ta biết mày là cái thứ gì. Bởi người ta dạy. Bởi người ta cái thằng này là khốn nhà dạy chợ nè, chuyên gia ăn hiếp em gái thôi. Sao nó dám đánh đầu hả? Bởi người ta, bởi người ta đó nè, thằng khốn nạn này nè. Hôm nay tao phải dạy dỗ cái đứa mặt dạy như mày nè. Mày hù tao hả? Tưởng tao là ai mà hù tao hả mày? Tao bị cáo Vũ Văn Đạt, hãy cho biết mối quan hệ giữa bị cáo và bị hại Vũ Ngọc Thu. Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, bị hại là em ruột của bị cáo. Vậy tại sao bị cáo lại có hành vi nhẫn tâm dùng thanh sắt đâm bị hại chết tại chỗ? Dạ, thưa hội đồng xét xử, Thu là em ruột của bị cáo. Từ nhỏ tới lớn, hai anh em vốn tính tình không có hợp nhau, thường xuyên cự cãi. Từ lúc chồng Thu bỏ đi, Thu trở nên uất hận, ngày nào cũng nhậu nhẹt, say xỉn rồi về nhà quậy phá, làm loạn này nọ. Thậm chí bé Huyền là con ruột của Thu cũng thường xuyên bị Thu đánh đập rồi bắt nghỉ học. Thật sự là Thu càng ngày càng quá đáng. Đỉnh điểm hôm đó là Thu cùng với Tú về nhà làm loạn. Chị Hai với bé Huyền rất là sợ hãi nên đã điện thoại cho bị cáo về. Lúc về tới nhà, bị cáo nghĩ là không còn cách nào để trị được đứa em này được nữa. Trong một phút mất bình tĩnh, bị cáo đã đâm chết em mình. Bị cáo có biết rằng con gái của nạn nhân cũng là cháu ruột của bị cáo đã chứng kiến cảnh tượng bị cáo đâm chết mẹ mình? Dạ thưa hội đồng xét xử, đó cũng là điều làm cho bị cáo ân hận nhất. Để cho cháu mình chứng kiến được cảnh cậu mình đâm chết mẹ mình. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Vũ Văn Đạt đối với bị hại Vũ Ngọc Thu là hành vi giết người. Bị cáo và bị hại là anh em ruột thịt, bị hại thường xuyên nhậu nhẹt, về nhà làm loạn, khiến mâu thuẫn ngày càng cao. Bị cáo thân là anh trai nhưng đã không nỗ lực khuyên bảo được em út, không dùng tình thương cảm hóa bị hại, mà trong một phút không giữ được bình tĩnh đã ra tay với em ruột. Hơn nữa lại để cho trẻ nhỏ là cháu ruột của mình chứng kiến sự việc. Căn cứ vào điều 123 Bộ Luật Hình Sự, viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân cho tội danh giết người của bị cáo. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Vũ Minh Trang, chị gái của bị cáo và bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của đại diện viện kiểm sát không? Dạ, tôi hội đồng xét xử, từ ngày chồng con Thu nó bỏ đi thì nó cũng có bạn trai mới, nhưng mà kể từ đó thì tính tình nó càng ngày càng trở nên hư hỏng hơn nữa. Hôm đó nó với thằng Tú đi nhậu về, tụi nó như là những đứa điên khùng vậy đó, vô nó đập phá đồ đạc rồi la hét ôm sòm luôn. Thằng Đạt thì lúc đó nó đi ra hoài, tôi sợ quá đi, tôi mới kêu thằng Đạt nó về. Thì chuyện nó xảy ra là như vậy. Tôi thật sự là người có tội vì tôi không có dạy dỗ được mấy đứa em út của tôi, mà tôi cũng thật sự là người có tội thì tôi đã gọi thằng Đạt nó về. Bây giờ tôi mong hội đồng xét xử xem xét giảm án cho Đạt mà thôi. Mời bà Vũ Minh Trang ngồi xuống. Bị cáo Vũ Văn Đạt được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ, thưa hội đồng xét xử, trong một phút nóng giận, không làm chủ được bản thân,
mà bị cáo đã đâm chết em ruột mình. Hơn nữa còn để cháu mình thấy cảnh đó, cảnh mà cậu mình đâm chết mẹ ruột. Đó là điều bị cáo ân hận nhất. Hội đồng xét xử sẽ vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy mối quan hệ của bị cáo và bị hại là mối quan hệ ruột thịt. Trong một lúc không kiềm chế được hành vi, bị cáo đã dùng thanh sắt đâm chết em gái của mình tại chỗ. Nhưng xét thấy hành vi của bị hại không tốt, thường xuyên sai xỉn, gây rối, đối xử tệ bạc với anh chị em và cả con gái mình, khiến sự việc đáng tiếc xảy ra, căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Đạt mức án tù chung thân về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Cậu xin lỗi con, chị cố gắng chăm sóc Huyền nha chị. Nỗi đau ruột thịt, không có gì đau đớn hơn việc chính những người thân trong gia đình vì mâu thuẫn và ức chế dồn nén đã xuống tay sát hại lẫn nhau. Từ một người luôn biết giúp đỡ hàng xóm láng giềng, giờ đây bị cáo Đạt đã phải chịu cảnh tù đầy phía sau song sắt. Thế nhưng hành động của bị hại Thu thực sự quá đáng, khi đã trút những cơn giận vô cớ lên đứa con nhỏ của mình, rồi lớn tiếng thách thức xúc phạm anh chị người thân trong nhà. Chính những điều này đã khiến cho bị cáo Đạt không giữ được bình tĩnh. Trong giây phút nóng giận đó, bị cáo đã dùng thanh sắt đâm chết em gái mình tại chỗ. Đây là một bài học cảnh tỉnh rất lớn cho tất cả chúng ta về sự kiềm chế. Giá như bị cáo Đạt bình tĩnh hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, thì chúng ta còn có nhiều cách giải quyết khác. Nhìn hình ảnh bé Huyền khóc nức khi chứng kiến cậu mình bị giải đi, tôi lại càng thấm thía hơn ý nghĩa của chữ nhẫn trong cuộc đời. Thôi đi tụi con. Dạ. Dạ. Má biết á, là tụi con thương nhau. Má cũng thưa chuyện với ngoại con rồi. Nhưng mà má cũng nói thiệt với tụi con, ba má đây không có khả năng mà lo cho tụi con được cái đám cưới tươm tất đâu. Nay á, má nấu mâm cơm này là má chánh thức nhận con là dâu trong gia đình, hay không? Ừ. Dạ, con cảm ơn ba, con cảm ơn má. Ba má con thì mất sớm, còn bà ngoại già yếu đâu có lo cho con được. Thì con ở đây với ba má đi, rồi chạy tới chạy lui lo cho ngoại. Dạ, con biết rồi ba. Tụi con bây giờ đã là vợ chồng với nhau thì phải biết nhường nhịn thương yêu nhau. Không có được to tiếng, như vậy sống với nhau mới bền lâu, nghe không? Ngọc nè, con á
còn nhỏ lắm. Sau này cái chuyện gì không biết đó, hỏi má đi, má chỉ cho nha không? Dạ, con cảm ơn má. Ừ. Thôi bà, để từ từ về rồi dạy bảo nó thêm, chứ giờ bà làm quá nó sợ. Tôi biết rồi ông. Bới cơm bà, ăn đi ăn con. Cơm con. Dạ, để con bới cho. À ha, để đó má bới. À Ngọc, xuống múc tô canh đi, má hâm canh ở dưới á con. Múc tô canh lên. Dạ dạ, vậy má bới giùm con nha. Ủa má, đang vui sao tự nhiên má thở dài vậy? Tao biết á, là tụi bay thương nhau. Từ cái lúc mà mày dẫn con Ngọc về mà giới thiệu á, má có ăn ngủ gì được đâu. Tụi bay thương nhau thì tao mới để cho tụi bay ở chung vậy. Chứ con Ngọc nó mới có 15 tuổi thôi. Người ngoài biết còn sao đây ông? Thôi bà, đã thống nhất là không có nhắc chuyện đó nữa. Bây giờ tụi nó thương nhau thì tuổi tác không quan trọng nữa, miễn sao đối xử với nhau đàng hoàng là được rồi. Ba má cứ yên tâm đi, con hứa với ba má là con sẽ cố gắng làm lụng để lo cho Ngọc và còn lo cho ba má nữa, đừng có lo mà. Ừ, hãy đũa đi con. Dạ. Ừ. Đây con, để đây con. Ừ, để đây. À, con mời ba, con mời má. À, con mời con nhà mình. Ăn đi con. Ừ, ăn đi con. Tấn à? Dạ má. Sao trưa rồi con không về nấu cơm nấu nước cho vợ con nó ăn nó mới sanh? Trời ơi, sắp xong rồi má ơi, con với ba làm xong rồi con với ba về luôn. Mày đừng có lo, ở đây để cho tao với ba mày lo được rồi. Phải về nấu cơm nấu nước cho nó ăn nó mới sanh đẻ. Nè tiền nè, ghé chợ mua cái giò heo, đu đủ ở nhà má có rồi. Dạ. Giờ đi về nấu giò heo cho nó ăn cho có sữa đi. Dạ. Rồi, về đi. Con về nha má. Ừ. Con về nha má. Ừ. Ừ. Ngủ nha, ngủ nha. Gió đưa cây cải về rừng. Thương mẹ thương. Con ngủ chưa em? Thôi để nằm cho em, làm ăn đi. Thôi để em đưa con vô cho nó ngủ trỏng. Ừ, cũng được. Ăn đi, giò heo hầm đu đủ đó, anh mới nấu đó. Thôi, để nó nguội đi em ăn, giờ em dọn nhà một cái. Trời ơi em ơi, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Bây giờ tất cả mọi chuyện trong nhà để anh làm cho. Nhiệm vụ của em hiện tại chỉ có ăn và giữ con giùm cho anh. Mai mốt sau này sức khỏe em tốt rồi á thì muốn làm gì thì làm. Nhưng mà em chán lắm. Anh thấy đó, nhà ai cũng đi làm hết trơn, có mình em ở nhà với lại con thôi. Không. Thôi mà, mai mốt có khi nào sức khỏe ổn định và làm cũng được. Còn bây giờ nhiệm vụ của em chỉ có nằm ở nhà giữ con và ăn uống đầy đủ sức khỏe cho anh là được rồi. Để anh ăn đi, ăn đi. Anh Tuấn.
Con đang ngủ mà la ông sầm dám. Số điện thoại này của ai? Trời ơi, cái số điện thoại này của thằng bạn anh. Hồi sáng nó điện, nó rủ anh đi sinh nhật, nhưng mà anh không đi. Anh nói là anh phải ở nhà với vợ con của anh mà. Anh đừng có xạo với em. Anh nghĩ sao vậy? Bây giờ anh có con khác rồi đúng không? Ôi em ơi, em ghen bóng ghen gió hoài vậy. Đây nè, sáng sớm mỗi một ngày á, anh đi làm với ba ở ngoài đồng á, rồi tối về anh ở nhà với em. Thời gian đâu mà anh đi quen với người khác. Anh nói dối, anh xạo với em. Ôi. Em ở nhà một mình. Rồi anh ra ngoài anh có ai khác sao em biết được? Ôi em bình tĩnh lại đi. Cái chuyện đơn giản gì em? Gì bay? Hai đứa gì vậy? Dạ không có gì đâu má. Má à, gì mà nghe cãi sùm vậy? Tấn nè, không có được làm gì cho Ngọc nó buồn. Nó buồn rồi tắt sữa luôn, không có cho con bú đó. Dạ con biết rồi à. Em khóc à? Dạ dạ để con à. Nè ngồi xuống đi con. Dạ. Con ăn được không con? Ừ, dạ cũng được má. Để à, ngày mai á, má qua bà hai tập quá đó, má mua thêm mấy hộp sữa cho con uống thêm. Mới sanh á, phải ăn uống đầy đủ nặng cho mới có sữa cho em nó bú con. Thôi, con ăn này cũng được mà má. Con không uống sữa đâu má. Ơi, ăn vậy không sao được, phải uống thêm sữa vô. Trời ơi, sao má nói hoài mà sao mà nhắc nhở hoài mà như vậy đây nè. Con không có kỹ lưỡng đây rồi nữa, khổ lắm con biết không. Tuấn à. Dạ má. Ra má biểu sao bay không nhắc nhở vợ bay mang vớ vậy? Dạ tại tại vì con nóng quá nên con mới cởi ra đó má. Thôi khi nào mà con ăn xong rồi con mang lại cũng được mà. Má nói nè, con phải giữ gìn kỹ lưỡng nè, tránh gió tránh mái nè, không có được làm nặng, không có được đi ra ngoài, biết không? Dạ con biết rồi má. Thôi má đi nấu cơm cho ba bay với Tuấn nó ăn. Dạ. Em đừng có giận anh mà, anh nói thiệt chứ bộ. Thôi đừng có giận anh, bây giờ không tin đúng không? Không tin anh đưa cái điện thoại cho em gọi nè, có phải không nè? Thôi mà ăn đi, anh không có ai đâu. Anh á, em bỏ cho anh lần này thôi đó. Mốt mà anh còn nữa, em không có để yên đâu. Anh biết rồi, ăn đi. Ăn đi, không thương anh thì phải thương con chứ. Ăn đi. Thôi, nhưng mà ngày nào cũng ăn mấy cái này, em ngán quá à. Anh, em thèm bánh cuốn nóng quá à. Hai ngày mai á, anh đi làm về, anh mua cho em ăn nha. Tưởng cái gì, cái đó là chuyện nhỏ. Tuân lệnh bà xã, anh sẽ làm tất cả mọi thứ gì em. Ừ, em tha cho anh đó. Ừ, ăn đi. Cái gì vậy em? Anh ngủ ngáp như vậy ai mà ăn cho nổi. Còn anh đi đâu bao giờ mới về? Điện thoại thì không liên lạc được. Anh đi với con nào tắt máy đúng không? Thôi là em, sáng giờ anh đi làm với ba đó, xe thì bể bánh kìa, điện thoại hết pin nè. Không tin em xem đi. Không có xem cái gì hết trơn á. Bây giờ tôi đẻ con cho anh rồi, anh xấu xí rồi, bây giờ anh chế tôi đúng không? Tôi không mang việc làm, anh chế tôi đúng không? Trời ơi, em điên rồi hả? Em bình tĩnh lên xíu được không? Tôi không có bình tĩnh gì á. Tôi đi tôi mới đi anh á, tôi đi tôi mới về, tôi ở với anh á. Em bây giờ á, em muốn gì cũng được chân á, nhưng mà em bình tĩnh lại đi. Tất cả là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Anh buông ra, tôi không có ở với anh được, tôi chán anh rồi, tôi buông đi. Em tôi sẽ về nhà ngoại của tôi. Em à, anh buông đi, đừng có bỏ anh và con mẹ. Anh buông đi, tôi la lên đó. Anh buông đi, bình tĩnh lại đi. Em à, tôi la lên đó, anh buông đi chứ. Em ơi, có chuyện gì đó? Như vậy mà. Ôi mà, mình đánh nó đi. Dừng tay lại. Anh chị làm cái gì mà la lối ông sùm vậy? Dạ không có gì đâu anh. Đây là chuyện gia đình của em. Cái gì mà không có gì? Anh lấy tôi đã rồi, anh có con với tôi đã rồi, bây giờ anh chết tôi, anh có ơi, mọi người không có gì là sao? Ê, chị trật tự.
Bây giờ mời anh chị lên xã để giải quyết mâu thuẫn gia đình. Đi. Cái gì? Chưa đủ 18 tuổi. Anh chị có biết chưa đủ 18 tuổi mà quan hệ vợ chồng như vậy là vi phạm pháp luật không? Chú ơi, nhưng mà con với anh Tuấn là thương nhau thật lòng mà chú. Chú tha cho tụi con đi chú. Con năn nỉ chú mà chú. Chú, con xin chú á chú. Chị cứ bình tĩnh. Bây giờ chúng tôi sẽ xác minh thông tin về hai bên. Nếu thực sự anh chị kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi, chúng tôi sẽ tiến hành truy tố theo quy định pháp luật. Anh... Tỉnh đi, khóc con. Tỉnh đi. Tại con, tất cả là tại con. Tại con mà công an mới biết chuyện, mới mời anh Tuấn lên đồn. Tất cả là tại con mà mẹ. Thôi con, đừng có khóc nữa. Chuyện nó đã như vậy rồi, có gì gia đình mình cố gắng. Thôi, sắp tới giờ xử án rồi kìa, mình vô đi. Bị cáo Lê Văn Tuấn, bị cáo có biết việc mình làm đối với bị hại Nguyễn Minh Ngọc là vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng hay không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, vì do gia đình bị cáo quá khó khăn cho nên bị cáo chỉ học hết cấp 2 thôi. Lúc đó bị cáo nghỉ học và ở nhà phụ giúp gia đình, cho nên bị cáo không hề hay biết những gì mình gây ra là vi phạm pháp luật. Hơn nữa, bị cáo và Ngọc là yêu thương nhau thật lòng. Bị cáo đã dẫn Ngọc về nhà giới thiệu cho gia đình và mong muốn cưới Ngọc làm vợ. Và má của bị cáo cũng đã đến nhà ngoại của Ngọc để xin cho Ngọc được về sống chung. Bị cáo cứ nghĩ là xong rồi, chứ đâu có biết là mọi chuyện nó... Bị cáo không thể biện lý do là mình không biết để bao biện cho tội lỗi của mình. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Lê Văn Tuấn và bị hại Nguyễn Minh Ngọc là giao cấu với trẻ em. Bị cáo đã được bị hại cho phép và thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhiều lần với bị hại. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, bị hại chưa đủ 16 tuổi. Sau khi bị bắt, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo tích cực, hợp tác, phục vụ điều tra. Căn cứ vào điều 145 Bộ Luật Hình Sự, căn cứ vào những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, viện kiểm sát đề nghị mức án 2 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Tuấn về tội giao cấu với trẻ em. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời anh Nguyễn Tuấn Anh là nhân chứng của vụ án đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Là nhân chứng của vụ án, sau khi phát hiện ra tuổi thật của bị cáo, anh có tìm hiểu thêm thông tin gì không? Kính thưa hội đồng xét xử, do bị cáo và bị hại lén lút sống vợ chồng với nhau, không trình báo với cơ quan chính quyền địa phương và cũng không có tổ chức đám cưới, cho nên là tôi không nắm bắt được tình hình. Đó cũng là một phần trách nhiệm của tôi. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, tôi có xuống địa phương nơi bị cáo và bị hại sinh sống để tìm hiểu người dân xung quanh, thì được biết là bị cáo và bị hại đã về đây sinh sống được hơn một năm. Tuy nhiên, quá trình sinh sống giữa bị hại và gia đình bị cáo rất là ôn hòa, rất là hòa thuận, chưa từng xích mích hay là cãi cọ gì lớn . Mời anh ngồi xuống. Mời Nguyễn Minh Ngọc là bị hại trong vụ án đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Trong khoảng thời gian sống chung với gia đình của bị cáo Lê Văn Tuấn, bị hại có bị gia đình bị cáo chèn ép hay đối xử tệ bạc gì hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị hại
sống ở nhà anh Tuấn rất thoải mái. Ba má chồng luôn rất yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho bị cáo. Bị hại không hề bị bạc đãi gì cả. Vậy thì tại sao ngày hôm đó bị hại lại có sự cãi giả và có ý định bỏ về nhà mình? Thưa hội đồng xét xử, hôm đó là do bị hại đã nổi giận bởi vì anh Tuấn không mua được bánh cuốn nóng cho bị hại, cho nên tôi mới đòi bỏ về nhà. Mời cô ngồi xuống. Mời bà Phạm Minh Trang là đại diện người nhà của bị cáo đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi biết cái chuyện hai đứa nó đến với nhau là trái với pháp luật, nhưng mà thật sự hai đứa nó thương nhau thật lòng. Tôi nghĩ đơn giản vậy, giờ tụi nó cứ sống với nhau đi, rồi tới nó đủ tuổi rồi tôi dẫn tụi nó đi đăng ký kết hôn, chứ tôi đâu có ngờ cái chuyện nó xảy ra như ngày hôm nay. Dạ thưa hội đồng xét xử, bữa nay vợ nó thì mới sanh, con nó còn nhỏ quá, xin hội đồng xét xử xem mà giảm án nhẹ cho nó về để nó lo cho gia đình, cho vợ con nó. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Lê Văn Tuấn, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo đã biết lỗi của mình rồi. Bị cáo đã biết tội lỗi của mình là hết sức nghiêm trọng. Nhưng mà hiện tại thì bị cáo đang có con nhỏ và cha mẹ già ở nhà. Mong hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ cho bị cáo, để bị cáo sớm được về để chăm sóc cha mẹ và con nhỏ ở nhà. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Má, anh, em xin lỗi, là do em đã hại anh. Anh tha thứ cho em. Em yên tâm đi, anh không có sao đâu mà. Yên tâm đi mà. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Lê Văn Tuấn đối với bị hại Nguyễn Minh Ngọc là giao cấu với trẻ em. Bị cáo đã được bị hại cho phép và thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhiều lần. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, bị hại chưa đủ 16 tuổi. Trong thời gian sinh sống tại nhà bị cáo, bị hại được chăm sóc, yêu thương và bị cáo cũng có nơi ở và công việc làm ổn định. Sau khi bị bắt, bị cáo đã ăn năn hối cải, hợp tác với cơ quan điều tra. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, căn cứ vào điều 145 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuấn tội giao cấu với trẻ em nhưng không áp dụng hình phạt tù và được phóng thích ngay sau khi phiên tòa. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Ủa, con đâu rồi em? Ông nội đang giữ con ở ngoài á. Sao rồi con? Dạ không sao rồi ba. Ba yên tâm nha. Thôi gia đình mình về kéo nắng ha. À thôi về. Lúc đó tôi lặng đi khi chứng kiến cảnh gia đình bị cáo đoàn tụ.
những giọt nước mắt hạnh phúc của cả ba người đã rơi. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được tham dự một phiên tòa mà sau khi kết thúc, bị hại và bị cáo ôm lấy nhau đầy yêu thương như vậy. Dù câu chuyện kết thúc có hậu, nhưng đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về tình yêu và luật pháp. Những cặp đôi đến với nhau khi còn quá trẻ sẽ dễ dẫn đến những cãi vã xích mích và gây nên những hậu quả khôn lường. Vậy nên luật pháp đã ban hành những quy định vô cùng chặt chẽ về độ tuổi được kết hôn để hạn chế tối đa những kết thúc đáng tiếc có thể xảy đến. Ngoài ra, câu chuyện cũng muốn nhắc nhở những bậc phụ huynh về việc phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của luật pháp. Không thể vì thương con mà bao dung, che giấu tội lỗi cho chúng được. Thưa ba má, như con cũng trình bày với ba má từ trước đó, con mong là ba má chấp thuận cho hai đứa con được đến với nhau. Nó cũng có một đời chồng rồi, chứ không phải còn con gái đâu mà chấp nhận. Má không có đồng ý. Má, dù sao con cũng có một đời vợ rồi mà má. Ba má làm ơn á, suy nghĩ thoáng một chút giùm con đi ba má. Dạ, con mong hai bác chấp thuận cho tụi con. Con với anh Quang Thiên thương nhau thiệt lòng. Vì cả hai cũng từng có gia đình rồi, nên tụi con cũng không muốn rình rang. Chỉ làm mâm cơm ra mắt là được. Con mong hai bác hiểu và thương tụi con. Quang nè. Dạ. Ba má không có chịu. Còn nếu như cái chuyện cưới á, có con trai đi rồi tính. Ba, ba, má ơi, má thương con đi má. Dù sao á, con thấy má làm việc nhà mình cũng vất vả. Hay là bây giờ á, má để cho Linh về nhà sống chung với mình đi má. Có gì á, Linh phụ má một tay nha. Nha má. Dạ, con xin phép bác cho con về đây ở, để con phụ việc nhà với bác nha. Đi má. Mày muốn làm gì phải làm đi. Em đừng có lo. Ngày mai em dọn qua đây sống luôn đi. Ba má nói vậy thôi á, chắc ba má đồng ý rồi đó. Nhưng mà như vậy có được không anh? Em yên tâm đi, tính ba má anh hiểu. Dù sao á, anh cũng là một thằng con trai độc nhất. Ba má mà không đồng ý phải không, anh dọn ra ngoài anh sống riêng với em luôn. Lúc đó ổng bả ra ngoài á, năn nỉ văn xin anh về nữa. Rồi, đừng lo nha, mai dọn qua nha. Chào em. Đang lau nhà hả bà xã? Đang lau nhà mà. Thì em lau đi, chứ anh có dành lau với em đâu mà em nói. Thì anh thấy em đang lau nhà, ít nhất anh cũng phải bỏ đôi giày ở ngoài chứ. Lau nhà cũng cực, cũng vất vả lắm chứ bộ. Bây giờ sao? Có cái việc lau nhà không em làm nổi không? Trước giờ không có em á, một mình má vẫn làm mà. Má có kêu ca hề hài gì đâu. Mà bây giờ em nói, trong khi đó là chúng mình thống nhất với nhau á, là về nhà này em phụ má làm việc nhà. Bây giờ em sao? Nói vậy chẳng khác nào tôi là con ở trong cái nhà này hả? Đúng rồi đó. Cô nghĩ coi, cô được ăn được ở trong cái nhà này, rồi cô còn được con trai tôi đi làm về nuôi cô nữa. Có con ở nào mà sướng như cô không? Thôi má, không có gì đâu má. Nè, tôi nói cho cô biết nha, tôi thương con trai của tôi á, cho nên tôi mới cho cô về ở chung với cái nhà này.
Trời đất ơi, nó đi làm về cũng mệt mỏi lắm chứ bộ. Cô nó mà càm ràm lên lớp nó, có tưởng tôi là ai hả? Là ông nhà có một chút hả? Má, tôi mệt lắm hả? Thôi má đừng la má, không có gì đâu. Còn chị nói anh á, đi làm về thấy con đang lau nhà thì có ý một chút, tháo đôi giày ra, không có nói gì sai đâu. Má, mày thấy chưa? Chưa lòng mày chưa? Đó, bây giờ nó về nó cãi xong xỏn á. Nè, nói cho cô biết nha, cô đừng có tưởng á là con cho cô về để ở ha, là tôi chấp nhận cô là con dâu của tôi nha. Cảm ơn. Nói câu nào hả là trả lời câu đó hả? Cô leo lên đầu tôi con ngồi luôn đi. Ôi trời má ơi, em yêu một tiếng được không? Ở nhà này nè, có việc gì mà con không làm đâu. Vừa làm vừa phải nghe la lối nữa. Còn có bao giờ con dám nói lại đâu, con dám cãi lại bác đâu. Thôi, anh nói em im đi. Có gì vô phòng lát anh em nói chuyện. Nè, má nó không đúng sao mà em cãi? Không có đi đâu hết á. Cái con này bây giờ nó quá đáng lắm rồi. Nè, bây giờ má không có chấp nhận nó ở trong cái nhà này nữa nha. Nè, con im đi. Cái loại vô học với nó đó. Mà má nó không biết dạy nó, thì dạy đây để má dạy nó. Nuôi nữa. Bác nói con sao cũng được. Không được nói gia đình con như vậy. Mua cái coi. Cái con này khủng má vậy. Con về đây ở cũng vì con thương anh Quang. Con biết á là bác không coi con ra gì. Con không đi làm kiếm ra tiền, nhưng mà dịp gì ở cái nhà này mà con không làm hả? Chị biết đi. Nói hoài. Vô học đi đó anh nói chuyện với em sao? Không có đi đâu hết á. Thấy chưa? Mày thấy chưa? Mày sáng mắt mày ra chưa? Đó. Mày thấy chưa? Tao nói một câu á, nó cãi tao xong xong một câu. Nói chung là tao không có cho nó ở trong cái nhà này nữa. Đi đi. Mày mà binh vực nó hả? Tao đâu mày luôn. Đi bên đây. Cái nhà này á, không có chứa chấp cái loại đàn bà hư hỏng như cô. Mau vô dọn đồ, cũng là ở nhà tôi. Bà. Còn mày nữa, mày muốn sao nó, ra khỏi nhà tao. Thôi vô nhà này tuyệt tưởng tiền tôn. Còn nếu như cái chuyện cưới á, con còn chạy điều tịch. Không được ra đó nữa. Nó mày vô dọn đồ đi. Đã vậy á, khóa cái bầu này luôn. Em nói thiệt hả? Em đang có bầu hả em? Con trai hay con gái vậy em? Chưa siêu âm. Đúng siêu âm vậy, cô báo cho cả nhà biết. Gì vậy ngày mai á, anh dẫn em đi siêu âm nha. Ơi, thiệt tình là sao con có bầu mà con không nói cho má biết vậy? Trời ơi, cứ im như vậy á, là ôm hết việc trong nhà hả? Nếu mà đã có bầu rồi á thì coi như con cháu của nhà này họ ở lại đây đi. Anh nè, nghe má nói nè, từ đây sắp tới á là má cấm không có được đụng cái gì trong cái nhà này nữa chứ. Mọi việc trong nhà để yên cho má, nghe không? Thằng Quang nữa. Dạ. Không có được làm cho nó buồn, nghe không? Dạ con biết rồi má. Mà thôi lau nhà đi, lau nhà phụ vợ. Dạ, đi. Dạ, dạ. Con đi vô nghỉ ngơi, đi vô nghỉ ngơi. Ê, ê, ê. Trời ơi, má đã dặn rồi, cái chuyện nhà để cho má làm, nghe không? Không có được làm gì hết á, đi vô trong nghỉ ngơi, nghe lời má đi vô liền. Con làm có chút xíu rồi mà. Không có làm gì hết á, bước vô phòng nghỉ ngơi cho tôi. Dạ. Nè, đi từ từ đó. Dạ. Linh à. Dạ. Trời má ơi, sao đóng cửa chi để ngợp vậy con? Dạ. Ừ, ngồi xuống, ngồi xuống. Dạ. Cẩn thận á. Nè, uống sữa đi nè. Dạ. Hả? Bị cái gì vậy con? Dạ,
Thằng cu tí nó đạp con đó bác. Bác hoài à. Từ ngày đi siêu âm về, biết con trai á là má đã kêu đổi cách xưng hô rồi mà cứ bác hoài à. Con ạ, con xin lỗi má, con quên. Không có quên nữa nha. Dạ. Thôi uống sữa đi cho nó khỏe. Cháu nào đứa tôn má chắc nó đói rồi đó. À má ơi, vài bữa nữa con sanh em bé rồi, con tính xin phép má cho con về bên ngoại để thăm ông bà ngoại. Không có được, về bên đó ai mà chăm. Dạ má yên tâm nha má, ở bên nhà có ông bà ngoại rồi có thêm dì ba của nó nữa mà. Rồi khi nào đi, rồi ai chở đi? Dạ nếu má cho phép con á thì sáng sớm ngày mai con kêu bé ba qua đón con. Thôi bé ba nó qua đón đi xe máy nguy hiểm lắm, có muốn đi á thì đón taxi mà đi. Dạ. Thôi uống hết sữa đi rồi chuẩn bị đồ đạc, mà có cần má phụ gì không? Dạ không má, con soạn có mấy bộ đồ à. Vậy cũng được, thôi uống hết sữa đi rồi nghỉ ngơi sớm. Dạ. Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Làm sao để mình không bị lộ đây? Theo như lịch khám giả thì hơn 10 ngày nữa là mình sanh rồi. Alo. Em à? Ủa, em khỏe không? Sao nghe cái giọng của em kỳ kỳ quá vậy? Em đâu có sao đâu. Chắc tại mới đi khám về nên là em hơi mệt một chút. Em đi khám rồi, con mình khỏe không em? Bác sĩ nói sao? Dạ, con khỏe anh, khỏe lắm. Anh yên tâm nha. Dạ yên tâm rồi. Thôi, em nghỉ ngơi sớm đi. Rồi có gì mai anh xuống đón nha. Dạ anh, em mới chơi với nhà có mấy ngày à. Hay là anh để cho em chơi vài bữa nữa nha. Thôi vậy cũng được. Nhưng mà em nhớ đi đứng cẩn thận giùm anh nha. Dạ em biết rồi. Còn nếu như cái chuyện cưới á, có con trai đi rồi tính. Nói chung là tao không có chơi nổi trong cái nhà này nữa. Mày mà binh vực đó hả, tao tư mày luôn. Con mau vô dọn đồ, cút ra khỏi nhà tôi. Mình không thể mất anh Quang được. Bằng mọi giá, mình không thể mất anh ấy được. Bị cáo Nguyễn Thùy Linh, tại sao bị cáo lại có hành vi bắt cóc trẻ sơ sinh? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, vì bị cáo trót lừa gia đình anh Quang là mình đã có bầu. Bị cáo lo lắng sợ sự thật bị bại lộ nên
nên bị cáo mới làm như vậy. Tại sao bị cáo lại phải nói dối, phải làm giả bộ màu? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, vì bị cáo rất thương anh Quang, bị cáo xem ảnh như là chỗ dựa của bị cáo, nhưng chính gia đình anh ấy lại ngăn cản chuyện tình cảm. Tuy bị cáo được cho về sống chung, bị cáo làm tất cả mọi việc chẳng khác gì ở đợ, nhưng luôn bị ba má ảnh trách móc, chì chiết. Thậm chí bị cáo còn bị đuổi ra khỏi nhà vì từng nghe ba của anh Quang nói nếu sanh được con trai thì sẽ cho cưới, nên bị cáo mới phải nói dối. Bị cáo đang muốn có con, sao bị cáo lại bắt cóc con của người khác? Bị cáo có nghĩ tới ba mẹ, gia đình của cháu bé sẽ như thế nào không? Bị cáo có biết rằng bắt cóc trẻ em là phạm tội hình sự hay không? Bị cáo chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà bất chấp đến sự an toàn của cháu bé. Cũng may là cháu bé được cơ quan chức năng giải cứu đưa về với cha mẹ ruột kịp thời. Nếu không, hậu quả sẽ không thể nào lường được. Dạ, bị cáo rất hối hận. Bị cáo suy nghĩ không chín chắn. Lúc đó, chỉ mong tìm được cách để đối phó với gia đình anh Quang, mà không suy nghĩ được nhiều. Bị cáo rất hối hận, thưa hội đồng xét xử. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa xét xử công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thùy Linh đối với bị hại Trần Thanh Liêm là chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Đây là hành vi rất nguy hiểm và coi thường pháp luật. Bị cáo lấy lý do cần phải có con để qua mặt gia đình người yêu nên đã làm một bụng bầu giả. Đến ngày sinh nở, sợ sự thật bị lỡ vỡ nên bị cáo đã tiến hành bắt cóc cháu Liêm. Tuy sự việc chưa quá nghiêm trọng, cháu bé đã được giải cứu và trao trả lại cho cha mẹ ruột, nhưng hành vi của bị cáo cần được xử lý nghiêm để làm gương cho xã hội. Căn cứ vào điều 153 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức án 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thùy Linh về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời anh Trần Đình Quân là đại diện hợp pháp của bị hại đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Anh có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, cũng may á, là con tôi không bị gì. Chị Linh á, thì cũng đã xin lỗi gia đình chúng tôi. Cũng mong hội đồng xét xử giảm nhẹ án cho chị Linh. Mời anh ngồi xuống. Mời anh Nguyễn Thanh Quang đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Anh và bị cáo Linh tuy chưa kết hôn nhưng vẫn chung sống với nhau như vợ chồng. Tại sao vợ anh mang thai giả mà anh không hề hay biết? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, từ lúc mà Linh báo tin mang bầu là Linh đã xa lánh, không muốn tôi gần gũi Linh. Một phần vì tôi quá tin tưởng Linh, một phần vì không nghĩ là cái chuyện này mà Linh có thể bịa đặt ra được, nên tôi không có nghi ngờ Linh. Vậy có đúng trước và sau khi bị cáo nói mình mang bầu thì gia đình anh đối xử với bị cáo tốt hơn không? Dạ đúng thưa đồng xét xử, ba má tôi rất là vui khi biết Linh mang bầu cháu trai. Lúc đó ba má tôi còn tính đến chuyện đám cưới cho hai đứa tôi, nhưng mà không ngờ. Mời anh ngồi xuống. Bị cáo Linh, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo rất ân hận vì hành động của mình. Bị cáo thành thật xin lỗi gia đình anh Quân.
Cũng may là bé Liêm không sao. Chứ nếu có chuyện gì chắc bị cáo ân hận suốt đời. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ diễn biến của vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thùy Linh đối với bị hại Trần Thanh Liêm là chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Bị cáo đã làm giả bụng bầu để đối phó với gia đình anh Quang. Gần đến ngày sinh nợ nên đã nghĩ cách bắt cóc cháu Liêm để qua mắt gia đình mà không hề lường trước được hậu quả. Tuy cháu bé đã được trao trả cho gia đình, nhưng hành vi của bị cáo Linh là vô cùng nguy hiểm, cần được xử lý nghiêm. Nhưng sau khi bị bắt, bị cáo cũng đã ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, căn cứ vào điều 153 Bộ Luật Hình Sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thùy Linh 5 năm tù về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Với tội danh của mình, tôi không biết nên thương hay nên trách bị cáo Linh. Vì tình yêu và vì những áp lực từ phía gia đình người yêu khiến cô tự biến mình thành tội phạm. Tuy cô không muốn gây ra tổn thương nào cho cháu Liêm, nhưng quả thực hành vi tước đoạt quyền được sống bên cha mẹ đẻ của bé là sai lầm, ích kỷ và nguy hiểm. Cũng may sự việc đáng tiếc không xảy ra, cháu bé đã được trao trả lại cho gia đình. Nhưng hạnh phúc, hy vọng về một gia đình bên người Linh yêu cũng đã chấm hết. Nhưng nếu như gia đình Quang biết cảm thông hơn cho đôi trẻ, không quá nặng nề bởi những định kiến, thì thực sự kết cục đâu bi đát đến nhường này. Trách Linh một thì tôi trách ba mẹ của Quang tới 10. Cũng chỉ vì can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái mà rồi cái giá phải trả thực sự quá đắng cay.